Hồ Bích Trâm rất là vui và hân hạnh khi gặp lại quý vị trong chương trình Alo Phim Nghe phát sóng trên HTV7 vào lúc 14:30 thứ Bảy hàng tuần. Với mong muốn là trở thành cầu nối giữa khán giả và phim truyền hình, điện ảnh Việt Nam, thì Alo Phim Nghe thường xuyên mời đến phim trường những nghệ sĩ góp mặt trong các tác phẩm đang được quý vị khán giả quan tâm. Và tuần này thì sẽ là hai gương mặt chính trong phim truyền hình Trả Em Kiếp Này. Và cụ thể là ai thì mời quý vị chờ xem trong chuyên mục Bật Mí nha. Không để cho quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Thưa quý vị, như đã nói được đầu chương trình, cùng xuất hiện trong phim trường của chuyên mục Bật Mí ngày hôm nay sẽ là hai diễn viên rất là quen thuộc. Họ đã có rất là nhiều dự án thành công trước khi bắt tay hóa thân thành một cặp tình oan trái trong phim truyền hình Trả Em Kiếp Này. Và bây giờ xin trân trọng giới thiệu diễn viên, ca sĩ, người mẫu Thanh Thức và diễn viên Mỹ Trần. Thanh Thức xin kính chào tất cả quý khán giả. Xin chào những khán giả của chương trình Alo Phim Nghe ngày hôm nay. Mi Trần với là Thanh Thức rất là vui vì được đến đây trò chuyện cùng với quý vị và mong muốn là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật là thú vị nè, thân mật nè, và sẽ khui hết tất cả những bí mật của bộ phim để chúng ta có thể tiện theo dõi bộ phim này. Có khui thêm đời thường không? Có chứ anh, dạ có. Đời thường mình cất cho mình thôi. Ok. Thực ra thì ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm ơn anh chị, tại vì biết là anh Thúc với chị My rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian để đến đây trò chuyện cũng như là chia sẻ về hai cái nhân vật đang được chú ý trên phim đang phát sóng. Thì bây giờ không biết là anh Thúc với lại chị My Trần có thể nói sơ về cái vai diễn của mình trong phim Trả Em Kiếp Này được không ạ? Cho Thanh Thức xin được nói trước nha. Không biết quý vị có để ý hay không, đọc cái tựa, nghe cái tựa là quý vị thấy nó gay cấn, nó phức tạp vậy phải không? Trả Em Kiếp Này. Tại sao lại là Trả Em Kiếp Này? Có nghĩa là có vai thì mới có trả, mà trả không những trả vai bằng tiền bạc mà trả bằng kiếp này, là một câu chuyện rất là ly kỳ và rất là hấp dẫn. Trả cái gì với trả bằng tình là khó trả lắm quý vị à. Không biết mày có nghĩ gì không? Không, khi mà đọc tựa Trả Em Kiếp Này đầu tiên là mới thấy lỗ. Sao vậy? Cái gì mà trả là thấy lỗ. Nhưng mà trước đó mình đã có vai rồi, bây giờ mình phải trả chứ sao, đúng không? Nhưng mà vấn đề quan trọng là trong cái phim Trả Em Kiếp Này thì anh Thức có trả nợ gì cho chị My Trần không? Trời, trả nhiều lắm, trả hoài luôn, trả hoài không hết đó, trả bằng kiếp này luôn đó, quý vị biết là nó phức tạp tới mức nào rồi đó. Cái vai này có một cái nợ đặc biệt, đó là Thanh Thức nợ tới hai người ở trong phim này, là một người yêu trước và một người yêu sau. Người nào cũng nợ hết mà cuối cùng thì trả được một người, còn một người không trả được. Chắc vẫn chưa hết nợ đâu, vẫn trả dài dài sau những phim sau nữa. Bậy rồi, phim này anh có nợ gì em đâu, em nợ anh mà. Không biết là có nợ hay không nhưng sao anh phải trả em hoài, không biết nữa. Anh nói giống như là tưởng tượng ngoài đời thiệt luôn. Đó là vai diễn của anh Thức, còn chị My Trần thì sao? Đây là một vai diễn mà thực sự là ngay từ lúc mà đọc đề cương á là chị đã nhận ngay. Trước đó thì vẫn còn rất là phân vân, tại vì trong khoảng thời gian này á, thì chị nghĩ là chị sẽ dừng lại tất cả những cái dự án phim truyền hình của mình để chuẩn bị cho dự án điện ảnh vào năm sau. Cho nên là chị không có nhận từ đầu năm đến giờ. Thì nhưng mà khi mà nhận được cái tóm tắt với cái đề cương mà đạo diễn gửi á, thì có cái lý lịch nhân vật đầu tiên là Hạnh Tế, nhân vật Khanh là nhân vật của chị. Thì chị thấy mở ngoặc cái bên, nói chung vai này rất khó, đóng ngoặc lại. Chị không đọc tiếp nữa, chị đóng lại. Xong rồi chị trả lời với ảnh là ok, em nhận vai này. Okay. Thích cái gì khó, gặp cái vai này dễ lắm nha, là không nhận. Không nhận. Tiền nhiều cũng không nhận. Đúng. Nói xạo đó quý vị. Thật ra thì khi mà ở trong cái tóm tắt cái đề cương á, người ta đã nói như vậy, chắc chắn là một cái vai rất là khó, rất là nặng đô, hoặc là rất là nhiều tâm lý để diễn. Ngay từ thật ra thì bản thân em thì cũng đã từng đọc qua cái kịch bản này rồi và cũng mép nhận vai trong cái phim này. Mấy hôm là được đóng phim chung rồi. Thật ra có duyên lắm nhưng mà duyên chưa tới thôi. Dạ, hôm nay tới mới ngồi nói chuyện được với nhau thôi, chứ đúng ra là đóng phim chung rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà em đọc sơ qua kịch bản thì phải công nhận một điều là kịch bản này rất là hấp dẫn và từng vai diễn đều rất là hay, và đặc biệt là ấn tượng với vai chị My Trần đóng là vai Khanh. Đó thì trong phim em có đọc là có thấy được là trong phim nói về vũ trường nè, rồi xã hội đen nè, rồi miêu nữ nè. Đó thì
không biết là chị My Trần có thể nói về cái nhân vật của mình một xíu nữa được không? Tại vì nhân vật này bắt buộc là phải ăn mặc gợi cảm này, rồi có những cái vũ đạo ở trong quán bar này nọ rất là khiêu gợi. Thì không biết là khi mà nhận thì chị có bị đắn đo những cái này không? Đắn đo thì không đắn đo đâu, nhưng mà gặp khó khăn thì có. Tại vì từ trước đến giờ chị chưa bao giờ nhận một cái vai diễn nào đẹp hết. Đẹp, ăn mặc sexy, ăn mặc gợi cảm, ăn mặc những cái đầm bó này nọ là chị không. Tại vì chị không đi được giày cao gót nhiều. Chị không thường mặc những cái đầm ôm bó ngắn sexy. Ở ngoài kiểu của mình rất là năng động á. Và đồng thời mình không có cái mặt đẹp, cũng không có cái body đẹp nữa. Cho nên là nhận cái vai này á, mình phải giảm cân nè. Rồi á hả, mình phải tập mang giày nè. Mỗi lần mà quay những cái cảnh mà nhảy ở vũ trường hoặc là ở trong quán karaoke á, thì nhảy trên một cái đôi giày cao gót á, mà đạo diễn Trần Chí Thành là một đạo diễn rất là cầu toàn ở trong cái góc máy. Cho nên là tất cả mọi thứ phải làm thật hết, và phải làm cho nó tới đỉnh điểm luôn thì mới lấy được một hai cảnh, một hai shot quay đẹp mới bắt đầu về mới dựng lại. Cho nên quay những cảnh đó rất là vất vả. Và chị thì bị giãn tĩnh mạch cho nên là chị không mang được giày, nhưng mà mình vẫn cố gắng hoàn thành những cái cảnh đó. Và sau mỗi cái ngày quay về cái xong là nguyên cái phần chân của mình nó bị tê cứng, là đi không có được luôn. Phải treo cái chân lên để ngày mai quay tiếp. Thì đó là cái khó khăn duy nhất chị cảm thấy trong này. Và đồng thời rằng là cũng hy vọng là tất cả những khán giả theo dõi cái bộ phim này á thì chăm trước cho về cái nhan sắc xíu. Đâu có đâu, tại vì khi mà em có coi trailer nè, rồi có coi một hai tập á, thì em thấy cái sự xuất hiện của chị là vào nhân vật quá hợp luôn. Em nhiều khi là cho anh bổ sung câu hỏi xíu là không biết là em nói em tập nhiều thứ nhưng mà em có tập sexy không? Tại vì cái vai này sexy dữ lắm, lên phim anh thấy đẹp lắm, thấy sexy lắm. Em đó, có tập nhiều khi hay là nhờ có chắc như vậy sẵn? Nhờ như vậy mà nhân vật trong phim của anh Thức á mới phải đi trả nợ lại cho My Trần đúng không? Không phải đâu, nhân vật anh Thức không phải vì cái sexy, vì cái đẹp của cô này mà trả nợ đâu. Ban đầu anh Thức đến là nó là vì lòng từ thiện đó. Lòng từ thiện. Về sau thì mới nhận ra cô gái này là một cô gái thật sự có lòng hướng thiện thật sự, và có cái chân thiện mỹ trong con người của mình. Nhưng mà do hoàn cảnh xô đẩy cho nên mới rơi vào cái trường hợp này. Thì anh Thức đã dùng mọi cách để cứu vớt cái đời của cô này. Và cái cô này phải nói là số đen như con quạ. Cũng có ý đâu. Nó trải qua hết từ cái chuyện mà bây giờ bộ dạng em khó coi lắm, tùm lum tà la những cái thứ hết. Thì có anh Thức ở bên cạnh là cái người đồng hành trong cái quá trình cái bộ phim này diễn ra. Thì cô này đã dần dần bước ra khỏi cái vũng lầy và đi đến một cái cuộc sống có thể gọi là tốt đẹp hơn, bình yên hơn. Em muốn chia sẻ thêm một chút về cái nội dung rộng hơn về cái câu chuyện của phim này. Thật sự nó nói về số phận của những con người trong xã hội. Tại vì không phải ai cũng may mắn gặp được một người tốt giống như là vai Khanh gặp được vai Nhanh ở trong phim để cứu vớt cuộc đời. Trong phim còn rất nhiều những cái nhân vật có những tính cách giống như vậy, có số phận giống như vậy, bị đưa đẩy như vậy, nhưng mà không may mắn gặp những cái người tốt để cứu giúp thì họ bị xa lầy trong xã hội và đến lúc là gọi là tàn đời. Dạ, anh là một nhân vật có thể là đại diện tượng trưng cho xã hội còn nhiều điều tốt, còn nhiều anh hùng, còn nhiều điều để chúng ta cần phải tin vào xã hội để giúp đỡ những người tốt trong xã hội. Thì vai của My là một vai mà một nhân vật mà may mắn gặp một người như anh để làm lại cuộc đời, gọi là cải tạo di chánh. Thật ra chị thấy như vậy nè, về những cái con người mà giúp đỡ những cái anh hùng như là anh Thức nói á, thì mình không bàn tới, tại vì trong xã hội lúc nào cũng có những anh hùng hết. Nhưng mà cái căn bản chị thấy cái điều cốt lõi mà bộ phim muốn truyền đạt đến đó, như là trong cuộc đời ai cũng vấp ngã, ai cũng có những khoảng thời gian đen tối, nhưng căn bản là mình có đủ cái nghị lực mình đứng lên hay không, mình có đủ cái hướng thiện để mình vượt qua nó hay không. Thì những cái người mà đủ cái sự đó thì mới bước ra được. Còn những cái người mà không mong muốn cuộc đời mình thay đổi hoặc là bị xa lầy, thì những cái người đó sẽ trượt dài và cuối cùng dẫn đến những cái kết cục rất là bi thảm. Chị đó nói về cái bản ngã con người nhiều hơn là nói về cái chuyện mà có những anh hùng ở trong đó giúp đỡ. Đó cũng là một cái mặt tốt trong xã hội, nhưng mà mình nghĩ rằng trong cái câu chuyện này đó là những cái về nhân văn, về chính bản thân mỗi con người nó nhiều hơn. Đó là con người chúng ta có thể vấp ngã rồi. Anh đại diện cho giống như là
cho người ta thấy là con người có của trong chúng ta có quyền lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu, và chúng ta nếu có cơ hội mà chúng ta nếu biết lựa chọn, biết suy nghĩ, biết nắm bắt, biết thay đổi thì chúng ta sẽ làm lại được cuộc đời được. Còn nếu chúng ta không biết làm điều đó thì chúng ta sẽ tự động đánh rơi cuộc đời của mình một cách không kiểm soát. Ngay cả nhân vật nhanh cũng là nhân vật mà biết mình sai và sửa nữa. Có đúng nghĩa rồi. Là đối với nhân vật Hạnh đó, thật ra trả em kiếp này ở trong này nó cũng không nói rõ ràng là ai trả ai hay như thế nào, vay trả như thế nào, nhưng mà quan trọng là nhanh nhận ra rằng là trong cái khoảng thời gian trước mình đã có lỗi, mình đã nợ cái cô gái này và trở về và muốn khắc phục cái chuyện đó. Nó khắc phục được hay không thì mình đợi coi phim đi, nhưng mà quan trọng là người ta có cái mong muốn đó, thì đó là cái thông điệp mà trong cái bộ phim này muốn truyền tải. Mới nghe anh chị chia sẻ chút xíu về bộ phim với vai diễn thôi mà em đã thấy rất là hay và hấp dẫn rồi. Nhưng mà bây giờ trong đầu của em lại đang thắc mắc một cái chuyện, đó là anh Thức lúc nào cũng vào những cái vai diễn giống như là một vị anh hùng xuất hiện để cứu các cô gái vậy đó. Thì giống như cái bộ phim gì đang rất là hot luôn, đó là Gạo Nếp Gạo Tẻ. Thì anh đóng một cái nhân vật cũng như là một vị anh hùng xuất hiện để mà cứu Hương vậy đó. Bây giờ anh có thể nói cho em biết là khi mà nhận những cái vai dạng như vậy thì anh có bị sợ bị lập khung không? Trước khi anh Thức chia sẻ thì chị xin nói, chị rất là thân với anh Thức. Anh Thức có nói với chị là cái đích hướng đến của anh Thức đó là Hollywood. Anh Thức muốn tiến đến cái vai mà Superman đó em. Cho nên ảnh đang có xây dựng lúc nào mà các cô gái cần một cái là anh xuất hiện đúng không chị? Đúng rồi. Vậy mới có gì cần vậy không? Ai cần thì anh Thức sẽ xuất hiện. Xin được chia sẻ với chị một chút xíu luôn là cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là cũng thời gian gần đây cũng được rất nhiều các bạn yêu mến. Thì quý vị cũng thấy được Tường là một nhân vật ở trong phim đó mà Thanh Thức thể hiện là có thể nói là một sói ca, một anh hùng để cứu vớt một cuộc đời đang mong manh và yếu đuối. Trước đây thì Thức cũng đã nhận một số thể loại vai giống như vậy rồi, nhưng mà mình cũng thật sự nói sợ, cũng rất là sợ đó, vì tại vì mình kiếm mình đóng có một kiểu vai hoài thì chắc chắn người ta coi thì cũng chán thôi, ai coi cũng thấy biết xuất hiện anh này xuất hiện thì chỉ có một kiểu vậy thôi, một tính cách vậy thôi. Thì Thức bây giờ mới ra hồi hộp rất sợ. Nhưng mà trước đây quý vị cũng theo dõi Thanh Thức thì quý vị cũng có thấy được là khoảng 2 đến 3 năm trước Thức có nhận khoảng 2 đến 3 cái phim tính cách khác, mình hoàn toàn không có sói ca nữa. Xã hội đen có, một người thâm hiểm có, mưu mô có, mà đóng ra ai cũng chê, nên thật sự ai cũng nói là thật sự mình không thể hiện được. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi mà quý vị xem nó là thật sự mình đã thích Thanh Thức, đã thương Thanh Thức, đã quen Thanh Thức với cái hình tượng như vậy rồi. Bây giờ có đóng hay cách gì để kiểu gì cái ta cũng không khó đón nhận. Cho đó Thức cũng rất là khó trong cái suy nghĩ của mình. Thì thời gian sau này thì chắc sau này Thức sẽ chọn những cái vai mà tốt, nhưng mà tốt ở khía cạnh nào, ở tính cách gì, để công hoàn cảnh nào làm cho mình tốt, hay là nó sẽ thay đổi cái kiểu diễn của mình như bây giờ để mình có thể làm những cái gì đó nó khác hơn. Chứ thật ra đóng kiểu vậy thì mình cũng rất là hồi hộp là khi mà khán giả sẽ chán, sẽ đón bài được của mình. Em có cách nè. Sao, chia sẻ với anh coi. Em coi vài cái phim của anh gần đây mà anh đóng cái kiểu nhân vật đó. Anh biết tại sao mà nhìn bị chán không? Anh để có một kiểu tóc, một kiểu quần áo, một bây giờ anh nghe lời em đi, ví dụ phim sau mà anh nhận được một cái vai hiền giống như vậy, anh cứ nhận đi, nhưng mà anh cạo chân mày cho em. Trời gì là anh phải thay đổi ở cái nhân dáng của mình, anh biết không? Anh đừng có để giống như vậy được. Người ta sẽ thấy thú vị. Rồi vậy sao cạo đầu luôn hả? Đúng rồi, vậy sao anh cạo hai bên này kiểu mà anh được hết á, anh cạo lên ở trên này. Ok, cảm ơn xin lỗi nha. Anh phải thay đổi cái hình tượng mình đi. Không, thật ra thì em thấy chị Vy Trần đưa ra một cái việc như vậy cũng rất là thú vị, anh thử đi, biết đâu được. Thôi không dám đâu. Quý vị không biết có cho Thanh Thức thử hay không, chứ thật sự thì quý vị cũng sẽ thay Thanh Thức sẽ thay đổi cho cách nhìn của quý vị ở cái phong cách, ở cách diễn xuất khác, chứ thật sự hình tượng thì Thức không biết thay đổi kiểu gì, chỉ có cạo đầu cạo chân mày chắc có nhất bỏ nghề luôn gì ơi. Thật ra thì cái nhân vật trong cái phim Trả Em Kiếp Này của anh thì lúc đầu là cũng là một người cũng sợ khanh đúng không, chứ không phải là sái ca hẳn. Thật sự sở khanh thì không phải là sở khanh, tại vì hoàn cảnh đưa đẩy cho mình tới một cái hoàn cảnh là mình phải bỏ rơi một cô gái người yêu của mình ở quê, mình phải đi qua nước ngoài theo gia đình sinh sống. Thì khi nào mình vì cái chuyện mà chuyện chia tay này mà đẩy cổ vào một cái cuộc sống đen tối hơn, thì khi mà mình muốn trở về đền đáp cho cổ muốn quay trở lại, thì mình về quê mình tìm lại để giúp đỡ, để trả nợ, coi như là một món nợ ân tình mà cả đời mình chưa và không thể nào mà mình quên được. Chứ không phải là sở khanh đâu, tại nói sở khanh thì không phải, anh thường anh ít sở khanh lắm. Vậy thì bây giờ anh với lại chị Vy Trần á, thử nhớ lại coi là hai anh chị đó
Khi mà đóng phim á thì sẽ có những cái cảnh nào mà kỷ niệm vui mà không thể nào mà quên được không? Có thể chia sẻ cho quý vị khán giả một xíu được không? À, hai anh chị đó là anh chị nào? Hai anh chị. À. Anh Khanh với chị gì? Anh Nhanh với là chị Khanh. Khanh. À. Đúng rồi. Phần này giống nhau quá. Đúng rồi. Và kỷ niệm vui đó là xem tới những tập sau các bạn sẽ thấy được là Khanh ngồi trên cái xe lăn mà cái xe lăn này rất là khó đẩy ở trong cái trại cải tạo, cải cai nghiện ấy mà. Kỳ cục, tự nhiên kỷ niệm vui là anh là người đẩy em rất là nhiều được cái rất... kỷ niệm vui gì mà kỳ cục. Anh em không vui nhưng mà anh vui, anh đẩy em trên cái xe lăn rất là mệt. Không biết gì vui không, nhưng mà em nói kể em thấy rất là vui luôn á. Tại chứ nếu các bạn xem những tập tiếp theo sẽ thấy được cái cảnh mà anh Nhanh đẩy Khanh trên cái xe để dạo công viên trong trại cải tạo, mà cái nơi này rất khó đẩy và lần nào đẩy thì cũng sợ, tại vì thứ nhất là đẩy là mình đẩy không nổi, hoặc là đẩy được đi nữa thì cô ngồi trên xe sẽ bị té rất là nguy hiểm. Lần nào đẩy quay xong ai người cũng hồi hộp, cũng rất là cũng té ngửa ra, cũng bất ngờ. Cái này là anh Thanh Thức đang nhắc khéo chị là phải giảm cân thôi đó. Quý vị à, đó là những cái lời nói rất là xạo sự, những cái lời nói chúng ta không thể tin được. Quý vị có tin là tôi ngồi trên một cái chiếc xe lăn mà anh Thức đẩy tôi một cách bốc đầu không? Không biết là tôi bị nhõng cẳng bao nhiêu lần. Anh Thức mày ơi, em chuẩn bị chưa? É một cái, đẩy một cái là rồi bốc đầu luôn. Xe lăn là bốc đầu mấy lần rồi, xém ngã mấy lần luôn. Mày là cố mà... tình đó nha, chứ không phải là... Không phải, tại vì đẩy chậm thì đẩy nó dướng không nổi. Thôi anh đừng giải thích nữa, đẩy nhanh anh đừng giải thích nữa. Đó, bây giờ giải thích. Bây giờ anh Thức á, đã chia sẻ như vậy rồi, còn chị thì sao? Có kỷ niệm nào hoặc là có tật xấu nào của anh Thức trên phim trường á? Mình nói ra luôn. Dạ anh Thách em không? Em nói nè. Nói hết đi chị. Anh không biết nha. Tại vì em nghĩ đây là những cái câu chuyện mà khán giả không thể nào biết được, cho nên là ngày hôm nay mình nhân cái chuyện này để mà mình có thể vạch mặt anh Thức ra. Trời ơi, đừng vạch mặt anh, nhiều tật xấu lắm. Anh Thức rất là nhiều những tật xấu, nhưng mà cái tật xấu mà gây hoang mang nhất cho bạn diễn và đoàn phim đó là có mỗi những cái cảnh mà diễn tình cảm, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, tự nhiên cái là ở ngoài camera, xong rồi cả chị cũng cảm thấy là ủa sao anh Thức bị gì mà anh không có tự nhiên, anh ngồi anh khép nép mà mặt anh căng thẳng mà mặt kiểu mà chắc đang đau bụng dữ lắm á, kiểu kỳ lắm. Thế xong rồi nói anh sao vậy, anh sao, cái mọi người cũng nói ủa Thức sao Thức không quay qua đây, góc này cái máy nó đẹp hơn rồi Thức. Thôi ngồi em ra lá hồi mọi người phát hiện ra ổng bị rách quần. Ổng bị rách quần. Em đừng, thôi được rồi, em không có kể chuyện này đâu. Mà không phải ổng rách một lần đâu. Cảnh nào ổng cũng bị rách quần. Đến nỗi mà cái chị Phục Trang vô duyên. Cái gì không được kể đó. Chị Phục Trang á. Anh à, em nghĩ đây là những cái chuyện mà phía sau hậu trường rất là thú vị. Đáng kể cho nghe. Chị Phục Trang ảnh mặc quần jean, cho nên cái quần jean không thể may bằng tay được. Em biết không? Cho nên phải đem ra một cái người mà chuyên may về quần jean để vá cái quần đó. Quần rất co, không thể nào mà đổi quần khác được. Đến nỗi mà ông may quần, ông mới hỏi chị Phục Trang là ủa sao cái quần này rất hoài vậy? Đi may hai lần cái quần. Ông nói là ủa nhà em có chuyện gì mà sao em cứ đi may quần hoài vậy? Trời ơi, cảnh nào cũng bị rách quần hết em. Rách quần là do anh đẩy cái xe của em bị té mới rách quần. Anh đừng có xạo. Em nặng quá, em không nổi. Mấy lần luôn em. Xong rồi hả, mà em biết á, bị mát mà kiểu diễn viên bị mát đó, mỗi lần mà nghe cái chuyện mà cái người bạn diễn mình có cái gì mắc cười á. Cứ nhìn vô đó. Cứ nhớ trong đầu hoài mà cứ nhìn vô chỗ đó hoài. Trời ơi, diễn tình cảm mà ngồi chị cứ nhìn chăm chăm anh Hướng như này, mà chị bấm hai cái tay này chị mắc cười mà chị chịu vậy, không nổi luôn. Vậy những cái lúc mà khi mà mình biết là khi mà anh Thức bị rách cái quần jean đó, xong rồi cứ trong đầu mình nghĩ là bạn diễn của mình đang bị rách quần như vậy rồi, cứ mình cứ bị cứ nhìn tới mặt thôi là mình đã mắc cười rồi đúng không? Mắc rồi cười. Quay đi quay lại nhiều lần như vậy thì anh Trần Chí Thành đạo diễn có nói gì không? Không, thực ra là mình mắc cười và mình cố mình nhịn thôi, chứ quay thì không nhiều lần, chỉ với anh Thức hầu như là quay một hai test thôi là được rồi, tại vì giống như là kiểu mà kiểu mà bị lờ mặt quá rồi á, cho nên là mình quen cái cách diễn của nhau rồi, cho nên là mình không có bị quay đi quay lại nhiều lần. Cũng xin lỗi vị khán giả luôn là thật sự trong đám phim nó nhiều sự cố đó, mình không có kiểm soát được, thật sự là không kiểm soát được, tại vì có cảnh đẩy cô này té cái xe lăn thì bị rách cái quần, thì rách cái quần đó xong rồi cái chị Phục Trang chỉ mới may bằng tay, rồi chỉ may bằng tay thì đâu có chắc được, cái quần trên nó cứng lắm, chỉ may xong rồi mình diễn mình cử động mình chạy, tại giai này chạy tới lui hành động nhiều lắm, rồi lại rách nữa rồi lại chỉ đi, chỉ phải đi vô tiệm may mà
cái quần mà may nó không có chặt, nó không có lót một miếng á, cứ may cái đường chỉ không có lót miếng vải dưới nó lại rách tiếp nữa. Thì sự cố là vậy chứ không phải do anh có vấn đề gì mà nó rách quần hoài nha. Đừng có hiểu lầm nha. Đó là một kỷ niệm vui mà, tại vì hồi nãy chị My Trần có nói là tự nhiên có những cái cảnh quay mà quần anh bị rách á, có mình anh biết là không ai biết trơn á, thì bắt đầu anh bị gượng lại và anh không được tự nhiên. Đúng đó. Mọi người nói là ủa thức sao cái máy quay đây em không quay qua đây cho góc mặt đẹp. Ảnh cứ ngồi, ảnh ngồi. Trong khi bà My mặc váy, bà My ngồi giày. Còn ổng mặc quần, ổng ngồi như vậy. Thôi cái chuyện rách quần ở đây đi. Ủa sao kỳ vậy ta. Hồi mới khui ra là ổng bị rách. Em nghĩ thôi đây mình tiết lộ chút xíu rồi, quý vị khán giả cũng biết được ảnh thức sao rồi ha. Rồi bây giờ mình nói Sái ca đó quý vị. Sái ca đó, sái ca chuyên rách quần. Thôi bây giờ mình trở lại bộ phim một xíu ha. Cảm nhận của anh Thức cũng như là chị My Trần về đạo diễn Trần Chí Thành. Tại vì em cũng đã từng làm việc với anh Thành rồi, thì em cũng biết ảnh là một người rất là cầu toàn. Và ảnh làm những cái cảnh quay á rất là kỹ luôn và rất là hay nữa. Thì không biết là cảm nhận của anh chị như thế nào về đạo diễn Trần Chí Thành. Anh Thành thì đúng là đây là lần đầu tiên, nhưng mà khi mà cái ngày lên gặp mặt với nhau á, gặp cái ekip tổ quay á, mình rất là yên tâm, bởi vì đây là những người bạn của mình và mình đã biết tay nghề họ như thế nào rồi. Còn đối với anh Trần Chí Thành thì nó vượt ngoài cái kỳ vọng của chị nữa. Tại vì anh Thành là một người rất là giỏi nghề, và đặc biệt là về cái hình ảnh trau chuốt rất là đẹp. Trong cái quá trình làm việc thì vô cùng thoải mái, tại vì ảnh không có tạo áp lực cho diễn viên. Em cứ làm thoải mái đi, chỗ nào không được thì anh chỉnh, còn được thì thôi, qua không có vấn đề. Và khi mà anh chỉ cần lấy đúng cái khoảnh khắc và đúng cái tích tắc đó, và anh cảm giác anh dựng được là anh lấy, và anh không có yêu cầu mình phải làm lại hay như thế nào hết. Cho nên cái quá trình làm việc thứ nhất là rất nhanh, cái thứ hai là rất vui, cái thứ ba là khi nhìn những cái thành quả thì rất đẹp, rất là thành công mỹ mãn. Rồi rất đẹp. Bây giờ xem được sẽ thấy vai Khanh của My rất là đẹp, nhìn lung linh luôn á, giống như quay quay karaoke, giống như quay ca nhạc. Anh ơi, em đặc biệt ấn tượng với một cái cận của chị My Trần. Ở vai Khanh là chỉ cần ngước. Nhất là những hạt mưa rớt rồi. Wow, hạt mưa rớt lông bông trên mặt đó, ông rất nó thơ. Rồi những cái cảnh mà anh ôm xe lăn, anh dằn co với lại chị My Trần, cái đoạn mà chắc là chị bị nghiện hay gì đúng không? Đúng rồi. Đó như là những cái phân đoạn mà em nghĩ là rất là xuất sắc luôn. Nói về cảnh đó mới nhớ cái chia sẻ chút xíu về vui. Cảnh đó là vai của My là đang bị nghiện, thì anh là người vô, anh tại khi mà người mà lên cơn cũng không kiểm soát được, cô sẽ hành hạ bản thân của mình, lấy dây trói mình lại làm hành hạ bản thân mình rất là nhiều. Lúc đó anh chạy vô nhìn thấy, anh mới chạy lên ôm cô, anh giữ cô lại. Lúc đó rồi cô trong cơn cũng điên loạn không kiểm soát, cô sẽ cắn anh đau quá đâu biết sao. Lúc đó anh theo quán tới mẹ anh cắn lại cổ, ngược lại hai đứa cắn được, la lên hai đứa đều la. Ủa đạo diễn nói ủa có mình em la sao mà tự sao hai đứa đều la vậy, tại hai đứa cắn lộn với nhau nên la. Một cảnh anh cũng rất ấn tượng tới bây giờ luôn. Tin được luôn, mình có một người bạn diễn vậy. Em cũng không tin là anh Thức có thể cắn chị My Trần vậy. Đang diễn là anh ôm chị My, anh giữ lại về để chị My đừng có làm hại bản thân mình nữa. Lúc đó chị My không kiểm soát được, My cắn anh cái đau quá. Lúc đó anh không biết sao, anh đang bên vai này, anh vừa lên anh cắn luôn một cái, giống như một cái phản xạ tự nhiên của mình, như hai đứa cắn lộn nhau trên phim, một cái cảnh anh nhớ tới giờ. Em nói thật luôn nha, đây là một trong những cái chương trình mà cũng là cái ngày quay mà em cảm thấy rất là vui và thú vị luôn. Tại vì có anh Thức với My Trần chia sẻ những cái chuyện mà hậu trường. Em vừa mới nói cái chuyện mà hả, có hạt mưa rơi lên mặt, chị xin lỗi em hút nước ở dưới sông lên để xịt vô mặt chị á. Em biết chị cười mà cát và bùn nó rớt vô miệng, đột. Ráng cười, anh Thành ở ngoài đẹp lắm em ơi, cười đi. Mình vẫn hả miệng mình cười mà bùn nó rớt xuống lát hồi hả. Trong người mình tắm á, rớt ra cục vậy nè, em tưởng tụi nó ghê cỡ nào. Không ghê không thì không biết, nhưng mà em thấy cái cảnh quay đó nó quá đẹp đi. Đẹp lắm. Một cái cận xuất sắc luôn, nhìn rất là thiên thần. À, một cái bật mí nữa là sắp tới My sẽ xin những cái hình ảnh trong phim. Hình ảnh trong phim để làm một cái MV nhạc phim. Phim này. Hiện tại đã xin được nhạc, xin được bản quyền để mà cover lại cái ca khúc của trang kiếp này. Nhưng mà anh tham gia anh sẽ diễn với em nha. Tại vì dù sao thì cũng diễn. Không anh, em lấy trong phim rồi, anh không cần nữa đâu. Cảm ơn anh. Ok rồi. Đó là như mọi người đã biết thì chị My Trần là vừa là diễn viên, là vừa là MC, và sắp tới đây còn là ra MV ca nhạc nữa. Mà trước đây chị My Trần đã từng cho ra MV ca nhạc rồi. Đó thì chị My Trần hát cũng rất là hay luôn. Bây giờ không biết là chị My Trần hoặc là anh Thanh Thức có thể hát góp vui cho khán giả được không? Anh Thức là sái ca về ca, bên ca sĩ cũng ok mà. Đang phim hát được không vậy?
Được mà, đâu có sao đâu. Thế bây giờ cứ nghĩ là mình muốn chia sẻ đôi chút về cái tài lẻ đi. Mà em nghĩ là hát bolero đi ha. À, sở trường của anh là bolero, mà kêu hát nhạc khác hát cũng không được đâu. Yeah, okay. Sắp tới thì Thanh Thức cũng chia sẻ là Thanh Thức có một dự định là sẽ ra một phim ca nhạc, mà ca nhạc phim ngắn về ca nhạc. Đây cũng là một ấp ủ của Thanh Thức trong thời gian sắp tới, tại vì cũng tham gia ca hát được một thời gian ngắn gần đây, thì cũng là một cái đam mê của mình, thì mong muốn sẽ kịp trong năm tới sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm trong đó về dựng thành một bộ phim ngắn nhỏ nhỏ, mong rằng các bạn đón nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của anh Thanh Thức nha. Gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm được mang tên Hai Lối Mộng nha, quý vị ráng lắng nghe nha. Xin giá biệt bạn lòng ơi, trao trả mỗi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Rồi hết. Hay quá anh ơi, vừa đẹp trai nè, diễn phim hay nè, rồi còn hát xuất sắc nữa, rồi không biết sao đây. Ai làm lại anh? Ai làm lại anh Thức nữa. Nói chung là em cũng xin cảm ơn anh Thức cũng như là chị My Trần ngày hôm nay đã đến đây để mà chia sẻ về vai diễn, cũng như là đã gửi một câu hát rất là hay đến quý vị khán giả. Thì bây giờ anh Thức với lại chị My Trần có thể nhắn nhủ gì đến quý vị khán giả để mà ủng hộ cho phim của mình không? Ngay trong cái giai đoạn mà bộ phim đang lên sóng như vậy thì không có gì nhắn nhủ ngoài cái việc là mong muốn rằng với một cái dàn diễn viên cũng hơi đẹp, diễn cũng hơi tốt và một cái kịch bản phim cũng rất là hay như vậy, và một cái tâm huyết của cả một cái ekip phim, thì mong muốn rằng tất cả quý vị sẽ yêu thương và đón nhận bằng cách là mỗi ngày hãy theo dõi trên kênh HTV9 vào lúc 22 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Và sau khi mình xem xong rồi mình sẽ chia sẻ và mời mọi người cùng xem nữa. Mình có kể tên dàn diễn viên của mình ra không để cho mọi người chờ đợi không? Anh kể đi. Diễn viên đó có Thanh Thức, có My Trần, có Ngọc Lan, có Hoàng Anh, có Thanh Bình, có Lê Hiền, Lâm Mỹ Vân, Lê Nguyên Bảo. Dạ, Nguyên Bảo. Rất nhiều diễn viên quen biết và diễn viên triển vọng. Đẹp lắm, và đặc biệt là dàn trai, dàn trai của bộ phim này. Ngon. Mong rằng tất cả gì cao đó, to, sáu múi, đẹp ơi là đẹp. Mong rằng tất cả các bạn quý vị hãy dành chút thời gian đón xem bộ phim này và ủng hộ cho phim nhiều hơn nha. Rất là cảm ơn anh chị ngày hôm nay đã có mặt ở đây để mà chia sẻ về những cái vai diễn cũng như là cực khổ của mình khi mà tham gia trả phim Trả Em Kiếp Này. Và chúc cho hai anh chị có những cái dự định sắp tới sẽ thành công rực rỡ. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả, Khô Trần hân hạnh được gặp lại quý vị trong chuyên mục phim mới của chương trình Alo Phim Nghe. Như thường lệ, hôm nay Khô Trần xin phép được điểm qua những bộ phim được phát sóng trên HTV để quý vị tiện theo dõi. Thưa quý vị, tác phẩm Quân Tử Lập Thân đang phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy là câu chuyện điển hình về những người đàn ông với tư tưởng đầu phải đội trời, chân phải đạp đất, không được phép khuất phục dù đang đối diện với muôn vàn khó khăn. Đó cũng là tuyên ngôn của nhân vật chính Chuyển Đại Bằng. Chuyển Đại Bằng từng là một cựu phóng viên song sáo và năng lực, trưởng thành từ những tháng ngày lăn lộn. Đại Bằng trở thành một trong những nhà sản xuất chương trình và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Mọi biến cố bắt đầu sau khi Chuyển Đại Bằng mất gia đình, mất luôn cả công việc. Trong khi đó, Sướng Ca, một nhân viên mới vào ngành, luôn ngưỡng mộ Đại Bằng, theo sát từng bước chân sự nghiệp của anh. Họ gặp nhau vào lúc điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, khó khăn chồng chất. Thế nhưng, cả Sướng Ca và Đại Bằng đã vượt qua nghịch cảnh, cố gắng cùng nhau sản xuất một chương trình mang dấu ấn của riêng họ. Tất nhiên, những thử thách của Chuyển Đại Bằng chưa dừng lại ở đó. Mời quý vị tiếp tục theo dõi Quân Tử Lập Thân lúc 11 giờ trên HTV7 từ thứ hai đến thứ bảy để theo dõi hành trình đương đầu với khó khăn, với nghịch cảnh, thậm chí với cả cái chết của người đàn ông Chuyển Đại Bằng nhé. Tiếp theo, Khô Trần xin phép điểm qua một vài tác phẩm khác đang phát sóng. Trên HTV7 lúc 13 giờ từ thứ hai đến thứ bảy, phim truyện Trung Quốc Hậu Cung Như Ý Chuyện. 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, Phù Giao Hoàng Hậu. 22 giờ 30 từ thứ hai đến thứ tư, sitcom Việt Nam Những Bà Mẹ Bỉm Sữa. Trên HTV9 lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ bảy, phim truyện Việt Nam Trả Em Kiếp Này. Mời quý vị theo dõi lịch phát sóng ngay sau đây để biết thêm chi tiết. We'll be right back.
Vậy là chuyên mục phim mới đã phải tạm dừng tại đây rồi. Xin chúc quý vị ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và một tuần mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Đến đây thì Hồ Bích Trâm đành phải nói lời tạm biệt với quý vị. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cho chương trình thông qua số điện thoại 083 9100 727. Và Trâm xin được phép nhắc lại giờ phát sóng của chương trình là 14:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.